Nhà hàng cơm heo nghe ở 27 Tú Xuân. Đi thôi mấy người đó mới tới cho tao. Gia đình đã đoàn tụ. Hello. Đây, gia đình đã tới cơm niêu cơm đập rồi nha. Con hóa đơn nước rồi đó, đưa lại con mang nha. Này đi là điêu luyện nè. Wow. Yo. Xin tấm bơm biết ai. Tại nhà đang đợi nha. Để đây lấy cơm là má ăn miếng cơm chứ. Dạ. Má ăn súp bắp. À để anh cho thêm cái súp bắp cho bà. Dạ, để miếng ăn chung. Dạ. Đây cơm đập ra cho mấy bé ơi. Đó, nãy giờ đập quá trời đập là ra được như đây đó nha. Cơm bi hoa mà sao? Có chiên giòn. Còn đây là rau. Rồi. Ok là. À chiên nấm mắm. Đây em biết ngon hay không mà gia đình em ăn quá trời ăn luôn á nha. Quá trời nói luôn. Trời ơi. À, mình nói quá trời nói luôn tệ không. Rồi em có tối bát rồi.